Hello mọi người, hôm nay Sủ và Thành là một chuyến đi tìm hiểu thực địa về những cái dự án đang triển khai tại Hồ Tràm, Phong Thành. Thì hiện tại mình đang đi ngang qua đây là một cái rừng nguyên sinh Phước Bửu, Phong Thành. Thì Thành xuống Hồ Tràm này nhiều chưa? Em cũng thường xuyên, nói chung là không hai tuần đi lận anh, tại vì dẫn khách đi xuống tham quan những dự án ở dưới Hồ Tràm này khá là nhiều. Qua đây thì cung đường này cực kỳ mát mẻ ha. Dạ đúng rồi. Những cái cánh rừng nguyên sinh gọi là có 102 tại Bình Châu, Hồ Tràm, phải không? Thiên nhiên ban tặng cho Hồ Tràm một cái lá phổi rất to lớn, đó là rừng nguyên sinh Phước Bửu. Thẳng cung đường này xuống thì mình gặp là ngã tư ở ngã ba Hồ Tràm, phải không? Đúng rồi, ngã ba Hồ Tràm. Và dọc cung đường đó thì rất là nhiều cái dự án biệt thự biển đang được triển khai cũng như là đang được mở bán, mà cũng như có một vài cái biệt thự biển đã đi vào hoạt động rồi anh. Thành điểm qua cho mọi người được biết là những cái dự án nào mà có mặt tại Hồ Tràm á. Dạ, thì ở dưới đây thì cung đường Hồ Tràm thì em có biết một vài cái dự án, ví dụ như là cái của Nova World Hồ Tràm, nó sẽ có rất là nhiều phân khu phân kỳ ở dưới này. Đó, đầu tiên thì sẽ có là Havana Island, rồi Murito, Wonderland. Wonderland có phải là một cái dãy shop không? Dạ đúng rồi. Đa phần cung đường ven biển Hồ Tràm này đa phần là những cái biệt thự biển và được đang được triển khai để bởi rất là nhiều chủ đầu tư khác nhau. Rồi Tràm Resort cũng vậy, Tràm Hồ Tràm đó, Tràm Resort. Tràm Resort phòng cũng đang mở bán biệt thự biển cao cấp và có những cái nhà phố phòng. Dạ đúng ha. Giống như dự án Tràm thì đã đưa vào hoạt động và đón khách cho thuê du lịch rồi, phải không Thành? Dạ. Nhưng mà cái phân khu mới thì họ cũng đang triển khai mở bán, phải không? Dạ. Thì kế bên gần chỗ Nova Hồ Tràm á thì có dự án complex của Hương Thịnh đấy. Dạ, complex của Hương Thịnh thì đa phần là chủ dạng chung cư rồi nọ là chủ yếu anh. Dạ, em thấy dạng chung cư là chủ yếu. Dạ. Rồi. Phía sau complex của Hưng Thịnh á, thì mình có cái dự án Habana, phải không? Đúng rồi, Habana là một phân kỳ của cái Nova World Hồ Tràm đó anh. Dạ đúng rồi. Như Phước Sửu thấy là chỗ Habana thì nó triển khai nó quá đẹp á Thành. Dạ, nó có một giống như một hòn đảo vậy đó anh. Đúng rồi, một hòn đảo rất là đẹp. Đúng rồi. Nên khách hàng phân khu đó thì gần như là đã mở bán gần hết rồi. Khách hàng mới sở hữu, tại vì phân kỳ đó khá là đẹp nên là khách hàng cũng thi nhau mà mua ở phân kỳ đó. Dạ đúng rồi. Còn Century Hồ Tràm á Thành, thì dự án đó thì Thành có biết hay không? Dự án đó thì có quy mô lên tới 16 hecta và có 6-7 căn villa anh. Dạ đúng rồi. Chủ đầu tư nào vậy Thành? Chủ đầu tư thì nó là công ty du lịch Hải Dương, công ty kinh doanh và phát triển nhà Nguyên Vũ anh. Với cái vị trí dự án này thì nó có đến khoảng 800 mét mặt tiền của đường ven biển, phải không? Dạ đúng rồi. Và ở đây thì những căn biệt thự cực kỳ siêu đẳng cấp. Thì Phước Sửu với Thành đang có mặt tại cái ngã tư ngã ba Hồ Tràm, phải không? Dạ đúng rồi. Đây là phía bên đây là cái ngã ba, phải không? Ngay cái ngã ba Hồ Tràm này thì có một cái địa điểm check-in cực kỳ thú vị. Dạ, thì Thành có biết cái vị trí này hay không? Thì ngay ngã ba này thì có cái quán hải sản rất là ngon và một cái phố gọi là phố đi bộ ở ngay đây luôn, được triển khai rồi đi dọc xuống bãi biển luôn. Tắm, người dân có thể tắm xuống đây tắm luôn. Một cái phố đi bộ cực kỳ đẹp, dọc đường này là coi như là những cái quán hải sản rất là ngon, mà bữa em có dẫn khách đi ăn ở một cái quán hải sản ngay chỗ ngã ba này luôn, và hải sản khá là tươi và giá cả cũng gọi là phải chăng chứ không phải là gì. Cái phố đi bộ này cũng vừa mới được đưa đi vào hoạt động, Phong Thành. Thì đón rất là nhiều khách du lịch tới đây, là một cái chợ gọi là chợ đêm, Phong Thành. Rất là nhiều các mặt hàng được bày bán và gọi là check in review cái bờ biển rất là đẹp, phải không? Dạ đúng rồi. Đó là phố đi bộ Hồ Tràm, đúng rồi. Rồi đó, bây giờ quán ăn bữa em dẫn khách đi là quán ăn Ba Phi ở phía trước đó anh. Ngày đó tại cái phố thì đi bộ sau này anh có thể dẫn khách đi ở đây, và phía bây giờ mình sẽ quẹo phải để mình đi một vài cái dự án ở phía bên cung biển Hồ Tràm này. Rồi đây là Tràm Resort nè, đây là khu vực Tràm Resort. Tràm Resort thì cũng đang mở bán, Phong Thành. Dạ đúng biết rồi, biết sơ qua về những cái sản phẩm của Tràm Resort này không?
nhà phố của Tràm thì bây giờ nó diện tích cũng rơi vào tầm khoảng 6 x 17, 6 x 18 phong thành. Dạ. Rồi những cái căn biệt thự lớn hơn thì có những cái biệt thự ven biển hoặc view biển á, thì diện tích cũng lên đến tầm khoảng 200 đến 300 mét vuông phong. Dạ, thì giá dự kiến thì khoảng tầm đâu đó khoảng tầm 65 tới 75 triệu mét vuông anh. Thì quy mô dự án là lên tới khoảng tầm 20 hecta. Và số lượng phòng thì có lên tới khoảng tầm 3.500 phòng và căn biệt thự. Mở bán thì vào quý 4 2021. Dạ, thì cũng xây một vài căn nhà thô rồi đó. Đúng rồi, dạ, ở đây thì rồi. Gần như là nó đang tiến độ lên rất là nhanh phong. Dạ. Kèm với việc mua mở bán thì cái tiến độ họ xây lên rất là nhanh, và có một vài khu của bên chỗ Tràm này đã đưa vào vận hành và cho thuê rồi phải không? Dạ. Nên khách hàng khi mà lựa chọn những sản phẩm của Tràm thì cũng rất là yên tâm ha. Đây là một cổng của Tràm Resort ha. Dạ. Một cái địa điểm. Chủ đầu tư là... của Tràm Resort là DTC Group á, của Tràm Group luôn. Dạ. Dạ đúng rồi. Cảnh quan thiết kế của Tràm Resort thì rất là đẹp phải không? Dạ. Với những cái khu vườn bên trong những cái căn biệt thự và những cái hồ bơi rất là đẳng cấp phải không? Dạ, ở bên này thì có thiết kế luôn cả bến du thuyền đó anh. Dạ, có dạ. Bến du thuyền. Dạ đúng rồi. Thì có đường bờ biển trải dài lên tới 3 km luôn. Dạ. Dạ. Một bãi biển, một cái mặt tiền biển khá hợp lý để phát triển những cái loại hình dịch vụ về shop house hoặc là nghỉ dưỡng phải không? Dạ. Nói chung là ở cung đường này là mỗi một lần mình đi thì mình sẽ ở một căn resort khác nhau để mình có thể trải nghiệm được hết tất cả những cái vẻ đẹp ở đây. Đây là chắc là những cái căn này là resort đang cho thuê là của Tràm phải không? Dạ đúng rồi. Không khí ở đây rất là mát mẻ phải không? Điều đặc biệt ở đây là cây xanh rất là nhiều phải không? Dạ. Nên nó là cảm giác như giống như mình lạc vào một thế giới đó, nó toàn màu xanh phong thành. Dạ đúng. Rất là mát mẻ và vừa có biển mà vừa mát nữa. Nói chung họ cũng xây dựng nhưng mà kết hợp hài hòa với thiên nhiên phải không? Dạ. Không có phải là đô thị hóa nhiều, nên cảm giác khi mà về với Hồ Tràm thì cũng có một cái không gian rất là thoáng đãng và cảm giác du lịch rất thoải mái phải không? Cảm ơn Thành về cái review. Quý anh chị và các bạn mà cần thêm cái thông tin về Nova Hồ Tràm thì liên hệ với Phước Sửu hoặc là Mạc Đức Thành sẽ là cung cấp đầy đủ cho quý anh chị những cái thông tin. Đặc biệt quý anh chị mà có nhu cầu ký gửi hay là nhận ký, bên mình cũng nhận luôn ký gửi những cái sản phẩm bán lại luôn phong thành. Dạ đúng rồi anh. Rồi hoặc là mình cho thuê giùm những khách hàng, vận hành giùm những khách hàng luôn cũng được. Dạ quá tuyệt vời. Rồi cảm ơn cả nhà đã xem kênh